Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Minh Kỳ nâng cấp khiến cho Winner X và X4 100 phải khiếp sợ bởi cái cục máy DOC của Tesla qua. Các chiếc con đạp Minh Kỳ đời hôm nay được dọn bởi một cái tín đồ cuồng nhiệt với cái hiệu đến từ Nhật Bản, như là cái dòng bộ Overrising của Tesla qua và Kisrack v.v. Khi nói đến cái tâm điểm của chiếc Minh Kỳ đời hôm nay thì phải kể đến một cái có động cơ DOC đầy quy lực, có thể khiến cho nhiều cái mẫu xe thông hiện nay như là Winner X hay là X100 phải khiếp sợ. Vì không có chuyên môn sâu về cái chiếc Minh Kỳ 50 nên mình không thể chắc chắn rằng cái chiếc Minh Kỳ độ này được tân trang lại hay chưa. Nhưng các bạn hoàn toàn thấy rằng nó đang trong cái tình trạng là hoàn hảo nhất, khi khung sườn chiếc xe vẫn còn giữ được nhiều chi tiết tem khi xuất xưởng. Nếu sâu kỹ một chút thì các bạn thấy cái lớp rơm trên tem đã bị xuống cấp đôi chút do tác động của thời gian. Cái cụm đồng hồ này giờ đây đã được nâng cấp bằng cụm hộp LCD dạng tròn, có luôn chức năng hiển thị vòng tua để người lái có thể thực hiện quá trình sang số một cách chuẩn xác hơn. Cái cụm thắng cụm con trên chiếc Minh Kỳ độ thì tính từ của Tesla, do thắng trước đã được trang bị thắng đĩa nên ở bánh trái được người chủ tận dụng cái cụm thắng dầu thay vì cái thắng đùm để có thể điều tiết cái con heo giá trị ở bên dưới. Liên mạch với bộ mâm của Tesla màu đen tiền, chúng ta đang thấy có lẽ cái chiếc chữ thắng cùng với thương hiệu lồng vàng để nó bật thì đến từ nước Nhật Bản. Cái heo thắng sử dụng là cái dòng Rainbow Disc Rossi, mang cho mình kích thước phù hợp với cái mâm trước thì nhỏ của cái chiếc Minh Kỳ đợt hôm nay. Đây cũng chính là cái dòng heo có hệ sức thắng vô cùng mẽ. Piston bên trong là bằng titan, đảm bảo cái độ ổn định vận hành tần suất cao. Cái dàn chân không nhiều cái sự xuất hiện hệ thống thắng đĩa tân tiến cho dàn chân trước, mà giữ nguyên cái bộ thắng đụng bản, điểm siết hay chi tiết càng thắng của Tesla qua và nấm chỉnh Tesla qua. 3K phía sau, số ẩm đến từ CNC, theo đến từ Sirac. Không chỉ tâm mỹ mà còn rất là chắc chắn, có thể giúp người dùng có thể kiên chở được một số hàng hóa trong quá trình vận hành. Bộ cấp sau chiếc xe, số ẩm đến từ Sirac. Nó sẽ phối hợp cùng chiếc cặp phục Dana và sẽ giúp cho chiếc xe ổn định, đậm chắc hơn khi đạt được vận tốc cao. Hai trang bị này là một trong những trang bị vô cùng quan trọng, do cái chiếc Minh Kỳ độ này có một cái trọng lượng cực kỳ khiêm tốn, khi nhanh sẽ dễ xảy ra hiện tượng chao đảo ở phần đuôi xe. Sau cùng mình sẽ giới thiệu các bạn về cục máy chiếc xe này. Đây chính là cái cục máy của Tesla qua DOC 4 van cực kỳ mẽ ở nước đề ba lẫn ngưỡng ra cuối. Đặc biệt ở chỗ cái cục máy này ứng dụng cái công nghệ phun xăng điện tử FE, tối ưu hóa quá trình phun nhiên liệu cũng như tiết kiệm xăng nhiều hơn so với xăng cái có động cơ xăng cơ. Để cung cấp đủ nhớt thì người chủ đã bổ sung thêm cái một két nhớt và cái bơm nhớt của Tesla cùng với hệ thống dây dầu Hess bấm đầu S. Cái cây bô titan quy lực hầm hổ của dòng xe này thì đến từ là Overrising, một trong những hiệu về ống xả quốc dân đối với các dòng MIDI. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lần nữa cái chiếc Minh Kỳ độ nhé. X4 110 chọn kiển nhẹ nhàng để vào phố. Nguyên bản cái chiếc X4 110 độ hôm nay, đây là phiên bản 4 số được ra mắt hơn 10 năm qua. Khi đã quá nhàm chán với diện mạo nguyên bản, người chủ đã quyết định dọn lại chiếc xe phong cách đi kiển nhẹ nhàng nhưng không làm mất đi cái nét đẹp gọn gàng của dòng xe Underbow này. Dàn đầu chiếc xe được người chủ biến tấu khá nhiều, một loạt trang bị ấn tượng. Đầu tiên chính là cụm công tắc của NVX lắp được vừa cho cất nhiều dòng xe của nhà Yamaha. Gù tay lái dài hơn làm cái đèn inox đối chậm với cái phần tay lái kết hợp bao tay của cúp 105 đang cực kỳ hot. Tiếp đến chúng ta thấy cái sự quen thuộc chèn chân trước heo Nissin xanh dương 2 bit một bên được tinh chỉnh làm phát phù hợp cho cái phục của X-Star 105 đi cùng với đi thắng của Winner, kích thước là 260 được bắt với cái Presbo 8 cây không có thòng CNC đen. Một vài chi tiết nhỏ người chủ có thể tận dụng cho em ấy hoàn hảo hơn có thể, bao gồm như van bò CNC đỏ đến từ bên Thái Lan, cái kẹp cắp titan kết hợp cùng vài chốt quy nằm, cái vòng cốt inox cũng vô cùng nổi bật. Tiếp đến chèn chân sau thấy được phục Hardin thì đến từ Thụy Điển, được sản xuất dành riêng cho X100 sử dụng với chiều cao là 2.3, đi cùng với bình dầu phụ có nấm chỉnh để kiểm soát hành trình đèn hò nhanh hay chậm của chiếc xe của bạn. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng lại cái chiếc xe lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tiếp nhận và chi tiết, nhớ like, subscribe.